Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, do áp thấp gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão. Từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10, khu vực Quảng Trị có khả năng xuất hiện đợt mưa rất lớn và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên các sông trong tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ các sông khả năng lên mức từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng thấp trũng, ngập cục bộ tại các khu đô thị. Chính vì thế ban này đã có công điện gửi các địa phương, đơn vị từ chiều mùng 6 tháng 10, trong đó yêu cầu các huyện ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 6 tháng 10, hoàn thành việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 12 giờ ngày 7 tháng 10. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn các tuyến đê xung yếu, rà soát các nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, sẵn sàng phương án sơ tán khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi dễ sạt lở đất.